Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên thì Hoàng Tửng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và các anh chị em bên đội ngũ YouTube có một buổi sáng thật là an lành. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại những cái đơn hàng này nha các bạn nha, để cho những anh em nào mà và các bạn nào đặt hàng bên mình để biết được là hôm nay hàng nó sẽ là tiến độ đã được đi tới đâu. Thì nói chung thì làm xong cái video này thì mình sẽ ship từng từng đơn đi nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình xem sổ rồi mình mới nhớ nha các bạn. Mình xem sổ mình mới nhớ. Ok, để mình lật nha các bạn. Thì hai cái vỏ này là cái quai này nha các bạn nha. Hai cái vỏ này thì quai này thì hai cái chạm ở phía sau thì nó cũng đồng giống nhau nha, một cái chạm new chic và một cái chạm nhấn. Thì hai cái vỏ này thì của anh này thì anh Vương ở Bình Định nha các bạn. Này là của anh Vương ở Bình Định. Còn cái bên đây thì sẽ chuẩn bị về bên, trời ơi bây giờ tùm lum hết trơn mình không biết được các bạn. Cái này thì của anh Hùng nha các bạn, phần này của anh Hùng này ở Hải Phòng. Còn bên đây, phần bên đây là của anh Nhiên. Của anh Nhiên ở Hà Nội nha các bạn. Đó. Thì cái đơn hàng này thì chung nè các bạn. Cặp súp này thì chung nè. Còn cặp súp này thì kích thước thì cũng giống nhau. Mẫu mã rồi thì cũng giống nhau. Nhưng mà hai cái này là đi về hai nơi nha. Đó, tức là anh xài gia đình cho nên anh chỉ xài một cái thôi. Còn cái súp 5 này thì ở dưới Cà Mau nha các bạn. Cái này là của bạn này ở dưới Cà Mau. Bạn này ở dưới Cà Mau. Mình tùm lum quá trời cho nên là mình cũng thấy quá trời nhiều nè. Cái này của bạn Hoàng Nghiệp nha, của bạn Hoàng Nghiệp ở Cà Mau. Còn cái này thì của anh Quốc ở Long An. Này của anh Quốc ở Long An. Thì nói chung thì mình chỉ nêu tên ra đặng cho các bạn mà biết vậy thôi, chứ còn cái quyền riêng tư ở phía sau rất là nhiều, cho nên là mình chỉ nói tên thôi và nói cái tỉnh thành thôi chứ mình không có nói cụ thể nha các bạn nha. Thì các anh em cũng mà thông cảm đi, tại vì hàng mình đi á thì thường thường mình sẽ nói về những cái lời đó, nó giống như là một cái lời quảng cáo, cái lời giới thiệu đó, cho nên là mình lỡ có đọc tên các anh em lên đây thì các anh em cũng thông cảm. Nhiều khi các anh em có những cái gì đó nó riêng tư đó, mua về để mà kinh doanh gì đó, hay là hoặc làm những cái gì đó khác đó, thì mình cũng không biết sao, mình chỉ nói nó đơn giản là cái tên thôi. Thì như những cái cặp vỏ này nè, thì của các anh khách đó thì kêu mình dán cái logo lên đó. Thì có những anh em kêu mình dán cái logo của những cái dòng sản phẩm khác, thì cái đó là mình cũng tha thiết chân thành và xin nói với tất cả các bạn. Thì mình sản xuất thì mình dán cái logo riêng của mình các bạn nha. Còn các bạn kêu mình dán cái logo chỗ khác thì không được. Cái thứ nhất thà mình không dán nha các bạn nha. Thì nó có hai cái lý do. Cái thứ nhất là nó không có mang tính riêng tư. Mình tạo ra được cái sản phẩm mà mình dán cái logo của cái sản phẩm khác. Thì cái đó sẽ mình sẽ là sẽ vi phạm về cái phần bản quyền các bạn. Cái phần bản quyền, tức là mình làm cái sản phẩm mà mình đi dán cái logo của người khác thì nó không hợp lý lắm. Cái thứ nhất là nếu như chúng ta làm hay hơn thì không nói gì đi,
Còn nếu như chúng ta làm dở hơn thì mình sẽ là làm cho cái sản phẩm của người khác người ta tụt dốc xuống. Nó giống như mình nhái một cái gì đó mà mình làm không tốt thì mình sẽ mà dính vào cái bản quyền nó rất là lớn các bạn. Cho nên là nếu các bạn thích cái dòng sản phẩm bên mình thì mua về. Còn những cái dòng logo hoặc những cái tem mát gì đó thì nữa, các bạn là người tiêu dùng thì các bạn, những người sử dụng đó, thì các bạn có quyền dán bất cứ cái loại tem nào. Còn riêng ở bên mình á thì không thể được nha các bạn nha. Tại vì ở đây mình sản xuất ra mà mình dán cái nhãn mác của cái thương hiệu khác là không được đó. Cho nên là những cái anh em nào và những cái bạn nào cần cái logo bên mình thì mình dán. Còn nếu không cần thì cứ lấy cái sản phẩm về chống như đó. Rồi các bạn thích cái gì thì các bạn cứ dán cái nấy nha. Đó, cái phần đó thì nói chung thì các bạn cũng thông cảm. Tại vì mình không thể nào làm như vậy được các bạn. Tại vì mình sản xuất mà mình đem cái nhãn mác của họ mình gắn lên đó thì cái điều đó đều vô lý rồi. Đó, cho nên là không được, ảnh hưởng cho cái cơ sở của người ta. Đó, thì cái logo của mình thì hồi nãy mình có gọi cho cái anh khách đó, thì ảnh nói là cái logo của mình nhìn thấy nó cũng tạm được, nhìn nó có vẻ như là giống tay vậy đó. Ảnh không biết là ảnh nhìn bằng cái cách nhìn thì gì thì không biết, nhưng mà ảnh thật sự rất là thích. Thì mình cũng hỏi từng người hết, anh em nào cho mình dán cái logo mình mới dán, tức là cấp quyền cho mình dán cái logo mình mới dán. Còn nếu anh em nào mà không thích thì mình sẽ không dán nha các bạn nha. Thì các bạn nhìn sơ qua như thế này thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì người nào thích người nào không nữa các bạn. Trong đây là nó có một đơn chung nè. Thì cái đó là hai đơn riêng, rồi hai cái súp 5 cũng hai đơn riêng nữa. Thì tổng cộng 6 cái thùng, 6 cái vỏ trước mặt các bạn. Nhưng mà trong đó là có 1, 2, 3, 4, 5 chủ nhân. Cho nên là mình ở đây. Ở đây thì hai cái vỏ này kích thước cũng bằng nhau, nhưng mà khác về một trong hai những cái đặc điểm đó, chính là bên đây là không có cái chạm cắm lò, không có cái đế sắt cắm lò, và bên đây thì có, mà bên đây thì sang sơn sần lớn, còn bên đây thì sần mịn đó, thì nó khác hết. Còn như cái vỏ này thì nó sẽ là cái kích thước bằng nhau và cái kiểu dáng nó cũng bằng nhau luôn, nhưng mà hai chủ nhân đó, còn bên đây là một chủ nhân. Thì kích thước cũng bằng nhau, thì loại quay nó cũng giống nhau luôn. Thì các bạn nhìn các bạn cũng thấy rồi ha. Logo thì mình cũng đã dán xong, mình chuẩn bị cho hàng đi. Thì nói chung thì cái sản phẩm nào mình cũng làm lên một cái video để cho các bạn xem hết. Nhưng mà thời gian này thì nói chung là mình quá bận bịu đi. Và mình muốn tổng kết những cái đơn hàng này lại, mình làm một cái video một để cho các bạn mà xem chung, để các bạn biết là cái hàng đặt bên mình nó đã là đi tới cái công đoạn nào rồi. Thì hôm nay thì nói chung thì cũng đã là xong xuôi tất cả. Ở trong thì mình cũng có tiêu âm mốt hột gà đâu hết rồi, chạm này kia thì mình cũng đã gắn xong, thì mình chuẩn bị ship. Mình quay lên đây để cho các bạn thấy yên tâm là khi cái sản phẩm của mình là nó đã tới đâu rồi, hay là hoặc nó hoàn chỉnh như thế nào để cho các bạn xem nha. Mấy ngày nay thật sự mà nói cảm quá các bạn ơi, với lại làm ba này hửi ba cái nước sơn với lại ba cái bụi đồ ho quá ho các bạn. Hồi tối hôm qua đó mình có làm cái video gửi tất cả các bạn là mình test cái súp này nè. Mình test súp này nè. Một cái cặp súp này, riêng cặp súp này nè nha, cặp súp này đi chung một chủ nè, cho nên là mình lấy cái cặp súp này ra mình test. Thì hai cái súp bên kia đó thì cái hậu nó cũng giống y chang vậy các bạn. Thì cái lực đánh đó, thì các bạn thấy nó cũng y gan vậy thôi, chứ không có gì khác. Cho nên là mình test chỉ kết riêng một cặp này thôi là các bạn đã biết là cái kết quả của cặp bên kia như thế nào rồi. Thì nếu mà còn thời gian nữa thì mình sẽ test cái cặp súp 5 này, còn nếu không còn nữa thì chắc có lẽ mình sẽ gửi hàng luôn các bạn ơi. Đó thì
xem qua những cái video như thế này thì các bạn cũng đã biết rồi, hàng của mình thì luôn luôn là hoạt động không ngừng nghỉ, tức là mình cho ra những cái sản phẩm là nói chung là liên tục, liên tục và hàng ngày luôn đó các bạn. Nếu mà thật sự mình làm là làm liên tục và làm hàng ngày luôn đó, thì mình sẽ cố gắng làm những cái đơn hàng này cho nó rút thật lẹ để mà còn nhận cho những cái anh em kế tiếp nữa. Thì nói chung còn rất là nhiều đơn hàng đặt, nhưng mà mình chưa dám lãnh, là mình không biết là mình có giải quyết nổi hay không. Thì lần này các bạn cũng đã thấy rồi đó, trong vòng 3-4 ngày mà mình sản xuất ra là cũng 3 cặp như thế này, thì các bạn thấy nó cũng, mình cũng rất là cực lực rồi đó các bạn, mình mới làm được đó. Chứ còn mình mà lơ tơ mơ thì không gồi nổi đâu các bạn ơi. Các bạn thấy gì chứ, gáp một cái thùng nó rất là nhiều cái công đoạn. Đầu tiên là chúng ta phải gai dán nè, thì các bạn mới vô cái công đoạn là chúng ta lộng quai nè, lộng bài nè, rồi lộng lỗ mặt lo nè. Rồi chúng ta phải mà gáp vào nè, chúng ta phải là bắn ốc vít nè, xong rồi chúng ta mới lăn lót nè, lăn lót xong rồi chúng ta mới sơn gai nè, rồi chúng ta làm lưới nè. Các bạn thấy nó rất rất là nhiều cái công đoạn, thật sự mà nó rất là cực khổ các bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Như những cái xưởng khác thì các bạn cũng đã thấy rồi đó, họ làm không có làm một cái khâu mà chung như thế này. Họ ra dán xong, họ làm kích thước xong rồi họ mới chuyển qua bên phần gáp, gáp xong rồi phải phần qua phần chét bột, chét bột rồi mới chuyển qua bên phần sơn, sơn rồi mới bên phần lưới. Nói chung là người ta làm rất là khỏe, là tại vì cái cơ sở người ta lớn, từ cơ sở người ta lớn mà người ta làm số nhiều nữa các bạn, cho nên là người ta làm rất là bài bản. Người nào phụ trách về cái chuyên môn gì thì họ làm. Còn các bạn thấy không, mình ở đây là mình gom chung hết trơn, làm chủ của mình mà làm tớ của mình á. Cho nên là các bạn thấy vậy chứ cực khổ lắm các bạn ơi, chứ không phải là đơn giản đâu. Thì các bạn cũng đã biết rồi, ra một cái sản phẩm như thế này thì nói chung là không phải là một cái chuyện đơn giản các bạn. Không phải là một ngày một bữa hay một buổi là xong đâu các bạn ơi, mà phải cần có cái sự mà lao động rất là cực lực, cho nên là mình mới có được cái sản phẩm như thế này. Thì nói chung là mình rất là vui, và trong cái video này thì mình cũng thành thật gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trên mọi miền đất nước, trong đó có anh em bên đội ngũ YouTube đã hỗ trợ cho mình trong suốt cái thời gian qua. Thì hiện tại thì bên YouTube cũng có gửi cái mail cho mình để xác minh cái danh tính để mà nhận mã pin, nhưng mà mình thật sự mình kém may mắn, kém may mắn là cái căn cước công dân của mình á, thì cũng có một hai cái vấn đề nhỏ cho nên là chưa được cấp. Và cái thứ hai nữa đó thì cái bằng lái xe hiện tại thì đang bị giao thông giữ ở trong huyện các bạn ơi, mà bây giờ cũng không biết làm sao mà để xác minh cái danh tính mình trong cái Google nữa. Thì bây giờ mình đang nhờ cái ông anh, đang nhờ ông anh ổng lấy ra cho mình xác minh xong rồi đem lại trả, thì chừng nào tới cái thời hạn thì mình mới được đi lấy cái bằng lái ra các bạn. Thật sự mà nói thì may mắn thì có, nhưng mà cái việc mà kém may mắn nó cũng, mình cũng đang nằm trong cái tình thế như thế, thật sự thì nó rất là khó khăn. Thì bây giờ mình cũng bỏ những cái vấn đề đó qua một bên. Tức là nếu mà sinh ra được mà để xác minh danh tính được là cái phần số của mình, còn nếu không được đó cũng là cái phần số lo do ông trời ông sắp đặt các bạn ơi. Cho nên là mình cũng không biết sao nữa, thì mình cứ bỏ qua đại vậy đi. Chừng nào tới đâu mình hay tới đó. Mình luôn luôn nói với tất cả các bạn mà cái cuộc sống của mình là do ông trời ông sắp đặt thôi. Giàu sang hay là nghèo khổ, hay là may mắn, hay là kém may mắn gì đó cũng là do ông trời ông sắp đặt, cho nên là mình thuận theo cái ý trời nha các bạn nha, mình thuận theo cái ý trời đó. Thì những cái gì đó, và nhờ các bạn mà đang ủng hộ cái sản phẩm bên mình, cũng giống như là đang theo dõi cái kênh của mình, đó cũng là cái sự may mắn của mình, cũng do ông trời ông sắp đặt và những cái tạo hóa cho chúng ta gặp nhau. Thì hôm qua thì mình cũng có ca một cái bài hát là Quán Trọ Trần Gian đó các bạn. Cái bài hát đó thì thật sự rất là ý nghĩa. Mình thật sự mà nói cái bài hát mình hát rất là nhiều lần, nhưng mà mình không biết chán luôn đó các bạn.
là tại vì cái bài này, bài hát đó nó mang một cái ý nghĩa rất là sâu xa. À, thì con người chúng ta thì luôn luôn thương yêu nhau trong cái kiếp này, không biết là kiếp sau chúng ta có được gặp nữa hay không, hay là hoặc kiếp sau mình cũng chưa biết là mình phải về đâu các bạn nhỏ. Cho nên là những cái hơi thở của mình đang sống hiện tại và mình đang có một cái không gian trước mặt thì mình luôn luôn trân trọng. Đó là cái điều mà thật sự mà nói cái con người mình, cái tiêu chí mình là luôn luôn như thế. À, cho dù các bạn bất cứ ở nơi nào và ở nơi đâu đi nữa, và các bạn là ai thì mình cũng xem là một người rất là thân, rất là quý trọng. Rồi thì cái video hôm nay thì mình sẽ xin kết thúc tại đây. Xong rồi mình sẽ quấn những cái sản phẩm này vào trong một cái lớp giấy kiến trước nha các bạn nha. Tức là chúng ta chấm được cái việc mà nước nôi đồ đó nó ướt cái sản phẩm của chúng ta. Xong rồi mình sẽ quấn thêm một cái lớp giấy dày ở ngoài để mình bảo vệ cái sản phẩm, cho cái sản phẩm mình đi tất cả mọi nơi cho được an toàn. Thì một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cái hàng bên mình, giống như là ủng hộ cái kênh của mình trong suốt cái thời gian qua. Thì năm mới Tết đến thì mình xin chúc cho tất cả các bạn chuẩn bị đón một cái năm mới thật là đầy, tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe, đặc biệt là thắng lợi mới và thành công mới nha các bạn nha, trong cái năm tới, năm 2023 nha các bạn. Rồi thì một lần nữa thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây, hẹn với tất cả các bạn một cái video kế tiếp nữa. Rồi mình xin kính chào.